Ghe có mấy ghe, có chiếc tàu vậy ha. Rồi các bạn thấy không, bây giờ là còn một đống ghe ở ngoài ha, không vô được nè. Rồi mấy anh em ghe lúa này ở đây thì chủ yếu là ngủ qua đêm đây luôn nè. Rồi video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc nha các bạn. Kia là mình thấy dính chùm hết trơn rồi. Rồi cái này là cảnh phía mặt ngoài cống ha. Rồi mình quay hơi lượt sáng thì nó cũng không có được đẹp, các bạn coi thông cảm ha. Rồi ở ngoài đây coi nè, bữa nay vô gì cũng không kém mấy bữa đâu ha. Chưa? Còn ở ngoài sông lớn đậu là nhóc phải luôn á. Mình thấy đông như là đại hội vậy ha. Ở ngoài thì mình thấy dính chùm ngoài trời, mà khói mịt mù quá vậy. Khiếp chưa? Ngoài kia có mấy ghe, có chiếc tàu vậy ha. Chiếc nữa chắc chắn sẽ vô không hết à. Chiếc này hơi lớn ha, cái cây này hơi bự, vô chậm ha.
Rồi làm mạnh luôn. Rồi bắt đầu đạp mạnh vô nha. Chiếc này bậy quá, lấy lúa mốt ra là hơi chua. Thôi để lại một cục khối khủng khiếp ở đây nha. Rồi tiếp theo là có anh đào dịch ha. Mấy cái máy đào dịch thường là máy khủng luôn thôi. Bây giờ là còn một đống ghe ở ngoài ha, không vô được nè. Rồi mấy anh em ghe lúa này ở đây thì chủ yếu là ngủ qua đêm đây luôn rồi. Rồi video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc nha các bạn. Các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo luôn ha.